Trái dừa thì mình có thể để được lâu hơn những trái khác. Thì những cái khác thì mình để tầm tuần hai tuần thôi thì nó sẽ bị giống như là bị chứ bưởi đi thì bị hơi ê này kia, dừa sẽ để lâu hơn. Con đạn dắt vàng á, thì đầu tiên là mình phải có lá vàng nè, keo nè và cỏ. Thì trước khi mình làm thì mình sẽ quét keo lên dừa, tầm mình để khô khoảng chừng 40 hoặc 45 phút. Đó, mình ghép một lượt, như mình làm bao nhiêu trái thì mình ghép thêm một lượt. Rồi xong mình sẽ để nó khô và để ghép vàng lên. Rồi khi mà mình ghép vàng rồi á, thì mình lấy cái cọ mà cọ chuyên dụng của nó, mình quét cho nó đều cái lá vàng hết. Và mình để cho nó khô, mình lau sơ lại. Rồi mình trang trí theo cái đề con của mình tự nghĩ. Cái phần những cái hình khuôn như thế này á, thì đổ có cái khuôn theo cái dòng như vậy, dù cái dòng này đi thì nó sẽ là cái khuôn mình đổ keo vô và mình làm cái khô, mình lấy ra và mình dắt vàng hoặc là sơn theo ý muốn của mình và mình để co thêm. Giá cả này dao động từ tầm khoảng 450 một cặp tới 650.